Má. Ủa về rồi hả con? Má ra đây coi nè, con mua nhiều đồ lắm. Trời ơi. Sao con mua quá trời đồ vậy nè? Không phải là con mua đâu, mà là của ông nội mua cho con đó. Ông nội nói là sắp tới sẽ dẫn con đi gặp bạn bè đối tác làm ăn để tạo mối quan hệ. Con nhận chi vậy? Lỡ mai mốt ông nội biết con không phải là cháu ruột thì ông sẽ thất vọng lắm á. Chưa kể ông biết mình lừa dối ông thì chuyện gì sẽ xảy ra hả con? Coi nè, má nghĩ hay là mình cứ nói thiệt cho ông biết đi, chứ giấu giếm vậy hoài má thấy không có ổn đâu. Má đừng có lo, tất cả mọi chuyện con đã tính xong hết rồi. Điều quan trọng bây giờ là má giữ bí mật chuyện này cho con, đừng để ai biết là được. Tính ra mày cũng sướng thiệt chứ hả? Chả phải máu mủ ruột rà gì mà được hưởng toàn là đồ mắc tiền. Tiền bạc thì lúc nào cũng rủng rỉnh. Biết điều đi hả? Nhờ ai mà mày có những thứ này? Ông nội chỉ mua đồ cho con thôi, chứ không có cho tiền, cho nên con không có tiền. Không có tiền hả? Lấy mớ đồ này bán kiếm tiền xài. Trời ơi, hai cha con đừng có như vậy nữa mà. Bà nín đi. Cái gì? Cãi lời tao hả? Được, tao sẽ cho ông già tao biết mày là thằng con quan. Coi ông có đối xử tốt với mày, cho mày tiền nhiều như vậy nữa không? Ba làm như vậy chỉ có thiệt cho ba mà thôi. Hiện tại bây giờ con đang rất được sự tín nhiệm của ông nội và chú Quang. Việc thừa kế tập đoàn Minh Quang chỉ là sớm muộn mà thôi. Vấn đề bây giờ là bà ráng nhẫn nại đi. Khi con có được tập đoàn Minh Quang rồi, bà muốn cái gì cũng được. Má cứ mặc kệ ông đi. Dì ba gọi má hả? Má đưa đây con. Con Khôi đây dì ba ơi. Con muốn gặp dì. Đây là tiền của dì, cầm lấy. Và tới đây về sau đừng tới tìm má tôi nữa. Vì đừng nghĩ là uy hiếp được tôi. Chuyện tôi không phải là con ruột của ổng, chẳng sao cả. Nếu như ông nội hờ của tôi mà biết được, bất quá tước quyền thừa kế tài sản của tôi thôi. Con, sao tự nhiên nói hai cái từ uy hiếp nghe nó nặng nề quá. Vì đâu có làm khó ai đâu. Cũng tại vì cha nuôi của con đó hung dữ quá trời, la làng la xóm. Trời đất ơi, ổng còn nói vậy nữa nè. Con biết sao không? Ổng nói gì á cứ đi nói đi, cứ phanh phui ra đi. Đó, ổng không có sợ đâu. Ổng nói á, ổng hận con với mẹ con dữ lắm đó. Thì đã sao, dù gì ổng cũng nuôi tôi từ lúc lọt lòng tới giờ. Chuyện này đổ bể ra, ổng là người mất mặt chứ ai mất mặt. Tóm lại, tôi đưa tiền cho dì không phải là sợ dì, mà là nể tình dì lúc trước đã giúp đỡ má tôi lúc khó khăn. Dì đừng có được nước làm tới.